đưa toàn bộ nền kinh tế sang Việt Nam, dụ ý bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc. Các bạn thân mến, không hề quá lời khi nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol công du chuyến này tới Việt Nam mang theo cả nền kinh tế Hàn Quốc. Với 7 tập đoàn lớn nhất bao gồm Samsung, LG, SK, Hyundai, Hanwha, Sunshin, Hyosung cùng hơn 200 doanh nghiệp lớn nhỏ khác. Phái đoàn tháp tùng hùng hậu mang theo những bản hợp đồng giá trị được cho là đại bàng về làm tổ tại Việt Nam. Tuy nhiên, liệu có phải chỉ đơn thuần là hợp tác về kinh tế hay không, hay còn mục đích giải quyết những vấn đề nan giải khác? Chúng tôi sẽ phân tích thông tin này ngay trong phần nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, từ ngày 22 đến 24 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến thăm một quốc gia Đông Nam Á đầu tiên của ông Yoon sau khi nhậm chức. Phái đoàn lần này gồm 205 doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc, nhưng đặc biệt phải chú ý đến 7 chaebol, tức là những nhà tài phiệt hàng đầu của các đế chế hùng mạnh như Chủ tịch công ty điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn SK Choi Tae-won, Chủ tịch điều hành tập đoàn Hyundai Oh Soon-chung, Chủ tịch tập đoàn LG Ko Kwang-mo, Phó Chủ tịch tập đoàn Hanwha Kim Dong-kwan, Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Won-tae và Phó Chủ tịch tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang. Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Yoon lần này được đánh giá là phái đoàn đông nhất, lớn nhất dưới thời chính phủ cầm quyền hiện tại. Và vui thay, họ đã chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên. Câu hỏi đặt ra giờ đây là nguyên do gì khiến Tổng thống Hàn Quốc lại mang gần như cả nền kinh tế của đất nước sang Việt Nam như vậy? Trước tiên, điều ấn tượng nhất là phái đoàn doanh nghiệp Hàn đến Việt Nam rất đông, bao trùm các lĩnh vực cốt lõi của Hàn Quốc, nói đúng hơn là thế mạnh của đất nước này. Hồi tháng 3 vừa qua, có 50 doanh nghiệp lớn từ Mỹ đến Việt Nam nhằm thảo luận vấn đề đầu tư, hợp tác kinh doanh. Kết quả là cuối tháng 5 vừa qua đã có đại bàng về làm tổ tại nước ta. Apple mở cửa hàng trực tuyến bán cho khách hàng Việt Nam. Boeing khẳng định sẽ đầu tư chuỗi cung ứng phụ tùng, hợp tác trong một số lĩnh vực đặc thù như máy bay trực thăng, vận tải. Có thể thấy rằng Việt Nam ngày càng trở thành một đối tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan hệ thương mại hai chiều đang mất cân đối nghiêm trọng. Khi Hàn Quốc xuất siêu sang Việt Nam quá lớn, ví dụ như năm 2022, Hàn Quốc có thặng dư thương mại lên tới hơn 34 tỷ đô với Việt Nam. Quan hệ thương mại không cân bằng sẽ khó bền lâu. Hẳn quý vị còn nhớ nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam đã phải khó khăn như thế nào để tìm cách cân bằng thương mại với Mỹ nhằm tránh những rắc rối. Do vậy, chuyến thăm này của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol với phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu có lẽ cũng chủ yếu nhằm vào việc tìm cách cân bằng quan hệ thương mại với Việt Nam để hai quốc gia có dư địa hợp tác bền lâu hơn trong tương lai. Theo dòng sự kiện, thì trang Business Korea mới có bài viết với tiêu đề "Có phải Hàn Quốc đang phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu sang Việt Nam hay không?" Tác giả cũng nói tới nguyên nhân này như sau. Khi Việt Nam, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc đối mặt với suy thoái kinh tế, các công ty Hàn Quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nhu cầu cấp bách đối với các biện pháp đối phó đã khiến hàng loạt chỉ trích nổi lên. Vì Việt Nam chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo cơ quan hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu sang Việt Nam đã giảm hai con số trong 7 tháng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc năm ngoái giảm 4,4%, thì xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng 7,5%. Tuy nhiên năm nay, tức năm 2023, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Xuất khẩu sang Việt Nam 4 tháng đầu năm giảm mạnh 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Trung Quốc thì giảm 29%. Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm ngoái, Việt Nam là quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất 34,3 tỷ đô, nhưng đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 sau Hoa Kỳ là 7,2 tỷ đô trong quý 1 năm nay. Sự sụt giảm xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là do hai yếu tố. Thứ nhất, suy thoái kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, vốn đóng vai trò là cơ sở sản xuất. Xuất khẩu từ các công ty Hàn Quốc gửi chất bán dẫn và hàng hóa trung gian khác sang Việt Nam cũng giảm đáng kể, cùng lý do với sự sụt giảm xuất khẩu sang Trung Quốc. Sự phục hồi chậm chạp của các công ty Hàn Quốc và Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng khiến xuất khẩu sụt giảm. Từ nửa đầu năm 2020, Việt Nam đã duy trì chính sách phong tỏa COVID-19 rất chặt chẽ. Dệt may, quần áo và hàng tiêu dùng khác chất đống trong các nhà máy. Tồn kho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu không cạn khiến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa càng thêm tồi tệ.
Việt Nam giống như một công xưởng sản xuất hơn là một thị trường tiêu dùng. Năm ngoái, hàng hóa trung gian chiếm 88,8% xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam. Những hàng hóa trung gian này sau đó được sử dụng để sản xuất thành phẩm tại Việt Nam, được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam là công xưởng sản xuất không thể thay thế. Điều này đã được Kwak Seong-in, Giám đốc Chiến lược An ninh Kinh tế tại Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc giải thích như sau. Campuchia và Lào có quá ít dân số trong độ tuổi lao động. Myanmar bất ổn về chính trị. Indonesia là một quốc đảo không đủ cơ sở hạ tầng. Và Thái Lan có thu nhập bình quân đầu người khá cao nên giá nhân công đắt so với Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi Việt Nam hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư như một công xưởng hàng đầu thế giới, có một vấn đề là thiệt hại cũng theo đó kéo đến khi nền kinh tế Việt Nam suy thoái vì những lý do như dịch bệnh, thiên tai. Ngân hàng Thế giới gần đây dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay là 6%, giảm so với mức dự báo trước đó là 6,3%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất duy trì ở mức dưới 50 từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, không tính tháng 2. Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất dưới 50 có nghĩa là ngành sản xuất đang trong thời kỳ suy thoái. Các nhà phân tích cho rằng còn quá sớm để nâng tầm Việt Nam thành một thị trường tiêu dùng hơn là một công xưởng sản xuất. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam là 3.560 đô và tỷ trọng hàng tiêu dùng trong xuất khẩu của Việt Nam năm ngoái chỉ là 4,2%. Giám đốc Kwak Seong-in cho biết, nếu thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vượt quá 10.000 đô la, thì đó sẽ là thị trường đáng nhắm tới cho hàng tiêu dùng của chúng tôi. Nhưng trong tình hình hiện tại, các sản phẩm của chúng tôi quá đắt và chất lượng quá cao để tiêu thụ tại quốc gia đó. Chi phí phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị trường Việt Nam còn lớn hơn. Có ý kiến cho rằng trong khi duy trì vị thế của một quốc gia xuất khẩu hàng hóa trung gian, việc đa dạng hóa là cần thiết trong các nước ASEAN. Chu Mongat, Giám đốc Chính sách Kinh tế tại Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cho biết, điều quan trọng là các công ty của chúng tôi không nên tất tay vào Việt Nam, học hỏi từ những khó khăn mà họ cần gặp phải khi phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Cấu trúc thương mại tương tự như với Trung Quốc, nó có tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa trung gian cao nên cần có sự chuẩn bị lâu dài. Khi ấy, Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Việt Nam với tư cách là khách mời cấp nhà nước trong 3 ngày kể từ ngày 22 tháng 6, có ý kiến đề nghị tăng cường lòng tin giữa các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng được biết là đã chọn một đường lối thực dụng, không thân Mỹ cũng không thân Trung Quốc. Giám đốc Kwak Seong-in cho biết, vị chủ tịch nước này sẽ từ chối bất kỳ công ty nào nếu xác định rằng công ty đó không có lợi cho Việt Nam. Trong tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là tạo ra một mối quan hệ mà theo đuổi lợi ích chung bất cứ lúc nào. Thưa các bạn, chính nhờ những chuyến đi của các nhà đầu tư, cho dù là chuyến đi ngoại giao, tại những sự kiện quan trọng này là tiền đề, tạo cú hích hiệu quả cho làn sóng đầu tư sau này. Hơn nữa, từ lâu, Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Thế nên có thể nói đây là chuyến đi quan trọng, khởi đầu cho một làn sóng dịch chuyển đầu tư của Hàn Quốc và Việt Nam nếu chúng ta thể hiện được sự cần thiết phải đẩy mạnh thu hút đầu tư và các nguồn lực khác từ nước bạn. Chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Tại cuộc gặp, chủ tịch nhiều tập đoàn lớn đã thể hiện quan điểm Việt Nam là cứ điểm sản xuất hàng đầu. Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp, ông Lee Jae-jong, Chủ tịch điều hành tập đoàn Samsung cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư 18 tỷ đô vào Việt Nam. Samsung cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc vinh dự đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam. Sự thành công của Việt Nam chính là sự thành công của các doanh nghiệp Hàn. Chủ tịch điều hành tập đoàn Samsung cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam.